Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Công Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với một video Minecraft Real Life, Minecraft ngoài đời thật của mình. Hình như anh em đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì đúng không? Ngày hôm nay mình với Sammy sẽ cùng nhau thực hiện những cái thử thách ở trong Minecraft ngoài đời thật nha các bạn nha. Đó, mình thấy có nhiều bạn thích cái series này của mình lắm cho nên hôm nay mình tiếp tục làm tiếp nè. Và nếu như bạn muốn mình làm cái series này nhiều hơn nữa thì bạn hãy nhớ nhấn vào nút like cái video này nè, chia sẻ lên trên Facebook cho nhiều bạn xem hơn nữa nha. Và nếu như video này đạt được 10.000 like, ít quá sao mày, 50.000 like, đúng rồi, video này mà đạt được 50.000 like thì mình sẽ làm tập tiếp theo nha các bạn nha. Mấy bạn hãy nhớ chia sẻ video để cho nhiều bạn vô xem, nhiều bạn like thì sẽ có tập tiếp theo nha các bạn nha. Ok, và bây giờ nè, mình sẽ bắt đầu nói về cái thể lệ của trò chơi ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình có mình với Sammy thôi, thì mình có chuẩn bị ở đây là một cái này là cái đồ để vẽ tranh nè các bạn ấy. Thì ở đằng sau lưng của mình như bạn đang thấy là có bốn cái khối để chúng ta vẽ tranh lên. Thì hai khối bên này sẽ là của mình, còn hai khối bên này sẽ là của Sammy đó. Và nhiệm vụ của mình và Sammy đó chính là sẽ vẽ lên trên mấy cái khối này, vẽ cái hình gì thì bọn mình sẽ thực hiện cái thử thách ở ngoài đời thật. Nghe hấp dẫn không sao? Trời ơi, vậy có này là vẽ được cái gì là ngoài đời được cõi đó đúng không? Đúng rồi. Ví dụ bây giờ mà Sam mà vẽ cái nhẫn kim cương đi là Phong phải tặng cho Sam cái nhẫn kim cương luôn. Hiểu không? Trời ơi, tôi vẽ một cái nhẫn nhân cho 100 là vẽ được 100 cái nhẫn nè. Ok, trời. Bây giờ mình sẽ vẽ chiếc xe Lamborghini đó, sau đó Sammy sẽ tặng cho mình nguyên chiếc xe Lamborghini. Nghĩ sao vậy, đâu ra khôn như vậy, quê khôn nhâm quê tới sách đầy ông nội. Nghĩ trời sao vậy? Ơi, gì kỳ vậy? Ủa, không phải là Sam nói là vẽ gì cũng được hả? Không, nghĩ gì trong Minecraft ơi. Rồi, ok, được rồi. Nhưng mà từ nãy giờ mình nói chuyện nhiều quá trời tối luôn các bạn ơi. Để mình chỉnh trời sáng lại đã. Ok, để mình xíu nha. Rồi, chỉnh trời sáng lại nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ nha các bạn. Trời ơi, nói nhiều quá, nói trời tối luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ Sammy sẵn sàng chưa? Trời ơi, sẵn sàng từ đâu rồi. Sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vẽ nào. Let's go. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào đây nè. Sau đó mình sẽ vẽ thử thách cho Sammy hả? Mình không biết mình nên vẽ thử thách gì bây giờ ta. Có rồi bạn ơi, đây. Mình sẽ biến Sammy trở thành quái vật ở trong Minecraft mọi người ạ. Đó, nghe hấp dẫn không? Đây, giờ mình sẽ vẽ nha các bạn nha. Rồi, ok các bạn ơi, sau 30 phút thì mình với Sammy đã cùng nhau vẽ tranh xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem coi bọn mình đã vẽ cái gì nha. Ok. Thì đầu tiên nè, là hình của Phong. Đây, Sammy thấy con này là con gì không? Ủa, cái gì vậy? Ủa sao con vẽ con gì mà xanh lét cái con bò chét vậy? Gì vậy? Trời ơi, có vậy mà con không biết nữa. Sammy nước quá à. Con này là con Creeper, hiểu không? Đó. Ủa là sao? Tôi không hiểu. Tôi vẽ con này đi. Có nghĩa là Sammy sẽ phải biến thành Creeper. Trời ơi, con là con mèo, con thỏ, là con cút này là cho tôi làm Creeper chị vậy? Nhiều con đẹp lắm mà. Ủa, bây giờ trong Minecraft là tôi thấy con Creeper đẹp nhất cho nên tôi cho Sam biến thành Creeper thôi. Được rồi, bây giờ Sam muốn biến thành Creeper hay là Sammy muốn biến thành con heo? Thôi, tôi làm con Creeper sửa con heo, thì ghê. Rồi, để mình xem coi Sammy vẽ gì đây. Trời, cái gì vậy? Bây giờ tôi có tâm chưa? Tôi cho ông làm sờ tiếp mặc áo giáp kim cương mà ông dám nở lòng nào, ông nói gì tôi hả? Trời ơi, mấy bạn ơi, Sammy vẽ mình biến thành Steve mấy bạn à. Trời ơi, Steve chính là nhân vật ở trong Minecraft mấy bạn. Có bạn nào chơi Minecraft thì chắc mấy bạn sẽ biết nè. Ôi là trời. Thôi không sao, được rồi, ok. Vậy bây giờ thử thách đầu tiên của mình với Sammy đó chính là mình sẽ biến thành Steve, còn Sammy sẽ biến thành Creeper nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu và thử thách đó nào. Let's go. Ok bạn ơi, và bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu thực hiện những cái thử thách mà bọn mình đã vẽ ra ở trong Minecraft nha các bạn nha. Thì cái thử thách đầu tiên hồi nãy Sam vẽ cho mình đó chính là Sam muốn mình sẽ biến thành nhân vật ở trong Minecraft. Oh my god, mình sẽ biến thành nhân vật Steve ở trong Minecraft mọi người ạ. Sau đó là còn bận thêm cả áo giáp vào nữa. Ấy, còn mình thì mình lại vẽ là mình muốn Sammy biến thành Creeper mọi người ạ. Ủa gì kỳ vậy? Tôi biết ông thành người mà sao ông biết tôi thành yêu quái vậy? Là sao? Gì kỳ vậy? Bởi vì là Phong nói thật cả nha là Sam xinh lắm cho nên là giờ Sam cũng biết thành yêu quái thì Sam vẫn xinh. Ok thôi không đùa nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thực hiện thử thách nha các bạn nha. Let's thì go. Để thực hiện cái thử thách này mình đã chuẩn bị ở đây. Đây mình có chuẩn bị rất là nhiều đồ luôn, Sam cầm giúp Phong nè. Ấy, đây chính là đồ của gì ta, Minecraft cosplay mọi người ạ. À, có đồ Creeper nè.
có thêm con creeper con nữa. Trời ơi, ông sợ nó nổ hả? Rồi nó nổ đó. Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý các bạn. Không. Gì mà không hợp lý. Rồi ok, bây giờ mình với Sammy sẽ bắt đầu thực hiện cái thử thách này nha. Let's go. Thì ở đây thì Phong có chuẩn bị một cái quần kim cương đó. Trời ơi, cái quần này nó bé lắm luôn á. Quần kim cương hả? À. Ui, quần kim cương real life hả? Rồi. Ôi, giáp kim cương nè bạn. Ừ. Thích quá. Ôi, nhưng mà không biết mình có mặc vừa không ta, mình không sợ mặc không vừa. Rồi, thích quá. Ok rồi. Và không chỉ vậy đâu nha, mình ngồi ở đây thêm một cái bộ đồ của Steve nữa, nhân vật Minecraft. Ồ, uống real life luôn hả? Real life. Hợp lý không? Ê, nhưng mà sao tôi sợ tôi mặc không vừa quá sao ơi? Chứ nhiều nữa, người nhỏ xíu à. Ok, bây giờ mình sẽ mặc thử nha bạn nha. Rồi ok, mình đã mặc xong cái quần rồi nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái áo nha. Cái áo mình sợ mình mặc không vừa quá. Cái áo là tôi nghi chắc chẳng ông mặc không vừa, tại ông bự lắm. Thiếu điều là tôi nhét vô không được chứ. Khó quá ta. Không sao, không sao, cố gắng, mình cũng đâu có mập nên cỡ đó đâu bạn. Xong nha, mặc xong lấy tôi nha. Ok. Đó. Ê, sao tôi cảm giác nó chật quá à. Rồi sao mình mặc cái gì sao. Ủa trời ơi. Ủa, mà cái này được nha, này mang nhìn đôi giống sao muối nha. Ôi. Nhìn mình giống Steve trong Minecraft không bạn? Thì bằng lỗi bạn, đi hình Steve nè, ngoài đời nè. Thì ghê quá. Trong ngầu hết chứ bộ, nhìn giống cái mắt giáp vậy á. Ờ, không, giống kiểu sáu muối á. Rồi. Ôi, mấy bạn thấy mình mặc bộ đồ như thế nào, nhìn ngầu quá bạn. Ngầu đúng không? Giống Steve trong Minecraft vậy. À, ok rồi, sao cầm. Còn cái này hay hơn á nè. Cái gì? Wow, mặt nạ Steve. Mặt nạ của Steve các bạn ạ. Cái này đeo sao? Hai cái mắt kính lồi ra đó. What the hell? Ủa vậy hả? Ờ, gì đó. Ghê quá bộ. Bạn thấy giống Steve không bạn? Hello, mình chính là Steve đẹp trai các bạn ơi. Steve gì đâu thì ghê quá. Rồi, giờ Steve mặc áo giáp rồi. À, mình chỉ là một người đến sau. Rồi, mặc đi. Chán dễ rồi. Mình đã biến thành Steve ở trong Minecraft rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mặc giáp kim cương thử nha bạn nha. Đúng rồi. Cái quần kim cương nữa, tao thấy nó lạ, tao thấy trong Minecraft nhìn xịn lắm mà. Quần kim cương nè, quần kim cương nha các bạn nha. Rồi, mặc nghe tiếng giáp đồ nè đó. Trời ơi, tiếng giáp quá trời luôn. Đó. Rắc rồi đó. Wow, dính lên Minecraft rồi đó. Ôi, nhìn giống Minecraft rồi. Ôi, tính quá à. Giáp kim cương. Cái này là tôi rất là thích luôn á. Tại vì cái giáp kim cương tôi sợ tôi mặc không vừa quá. Không vừa. Rách thì thôi. Rách thì thôi á. Thì nó là áo giáp mà. Rách thì thôi á, rách rồi mất tiền á, này tiền mua mà. Ê, hình như không vừa sao mày. Không nhét thử đi, thử đi, nhét hết mất đi. Đó được mà. Được. Không vừa. Cố lên. Vẫn được hết, cố lên. Không vừa. Cố lên. Đúng rồi. Yeah. Rồi. Hình như cái này là size của trẻ em hay sao bạn? Mình đang mặc size trẻ em. Giáp kim cương nè. Giáp ngầu không ngầu. Trong Minecraft giáp ngầu lắm chứ giờ ngoài này thì ghê quá. Sao mặc như béo vậy? Ôi trời ơi. Thì kim kim cương đâu? Hả? Trời ơi. Ngầu quá ngầu luôn còn gì nữa. Rồi, bây giờ mình đã hóa thân thành Steve trong Minecraft rồi. Bây giờ tới lượt Sammy sẽ phải hóa thân thành Creeper nha các bạn nha. Creeper, ok. Rồi. Thôi bây giờ sợ để tôi đây, bây giờ tôi hóa trang cái này rồi dễ thương các bạn, tại vì tôi lẫn gái rồi đúng không? Bây giờ mình xem coi nha. Đây là gì đây? Ui. Cái nhiều đồ nha. Ui gì đây? Từ. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra để mình xem bên trong nó là cái gì đã. Cái mặt nạ nè, đó mặt nạ. Ồ, mặt nạ Creeper. Cái gì đây? Ui. Ui gì vậy? Ôi, cái gì này đâu Creeper nè. Ui giời ơi. Cái này một đồ vậy? Ôi, đồ này đẹp hơn nè. Đồ này nhìn đẹp hơn nè. Sam đứng im mà, nhìn giống Creeper. Tôi mặc cái áo ra này, tôi coi nè. Wow, cái đẹp nè. Ôi. Creeper này, sao nó thon như vậy? Ok bạn,
bạn ơi, mình đã biết thành Steve nè, Sammy biết thành Creeper nè. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu vào trong thế giới Minecraft nha, ok? Rồi, ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã biến thành Steve ở ngoài đời thật, còn Sammy đã biến thành Creeper rồi. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nha các bạn nha. Rồi, thử thách tiếp theo của chúng ta là gì đây? Đây, xin giới thiệu với Sam. Gì đây? Thử thách tiếp theo mà Phong muốn dành cho Sam chính là hai đứa mình sẽ cùng nhau đi câu cá. Đó. Dễ thương quá. Ủa mà câu cá ngoài đời câu được không? Câu cá này mới phải ra ao ra hồ mới câu được. Trời ơi, khó lắm nha. Ha. Tính ra là bọn mình bây giờ đang ở ngoài Sài Gòn. Mà ngoài Sài Gòn thì kiếm chỗ nào để đi câu cá ta? Ở dưới quê thì còn có chỗ để câu cá. Thôi không sao, Phong có cách, yên tâm. Phong có cách rồi. Ok, để coi đây. Còn rồi, sao thì sao? Ủa, nè. Sao thấy dễ vậy? À, tôi dễ đó, nhìn nó ra, thử nhìn hình nó chữ đi. À, tôi nhìn là tôi biết rồi nè. Cái này là chúng ta đang nhảy múa đúng không? Múa quạt đúng không? Trời ơi, nghĩ sao vậy ông nội? Tự nhiên ai mà nhảy múa đi? Đây là tụi mình đang đi bơi, hiểu không? À, đi bơi hả? À, đó, đúng rồi. Ok, ok. Bơi cùng nhau đó. À, cái này là đang đi bơi nha các bạn nha. Ủa, rồi bọn mình đã không có hồ câu cá rồi, bây giờ bọn mình muốn đi bơi, mình bơi chỗ nào trời? Gì kỳ vậy? Ai biết được, chỗ nào có nước là ông nhảy xuống là mình bơi rồi. Trời ơi, ra vùng nước là thôi, bơi là được rồi. Được rồi, bây giờ Sammy muốn đi bơi đúng không? Tôi cũng có cách luôn, chúng ta sẽ bơi ở trong Gaming House luôn. Đó. Rồi, ok. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách ở trong Minecraft ngoài đời thật. Bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài đời thật thôi, let's go. Đi bơi và câu cá. Rồi tôi. Mình và Sammy đấy bạn ơi. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách tiếp theo, đó chính là câu cá ở trong Minecraft. Đó, câu cá trong Minecraft nha bạn nha. Thì như bạn thấy ở đây là nguyên một cái hồ bơi luôn à. Bạn thấy ở bên trong đây có mấy con cá đâu, bạn thấy không? Đây, bạn thấy mấy con cá không? Đó. Nó đang bơi các bạn. Đó. Mà nó đang bơi đó bạn ạ. Ok, bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau thi câu cá, coi ai sẽ câu được nhiều nhất nha bạn nha. Ok, đây, chấp nhận. Rồi. Rồi ok, thử thách của mình và Sammy sẽ cùng nhau câu cá. Bắt đầu, let's go. Rồi. Ok, mở cái câu xuống nè. Cùng câu cái bí gì vậy? Hả? Đây, xoay xuống cái này nè. À, đây. Ủa, nó tụt rồi. À, đây. Ok, rồi. Để coi, mình sẽ câu con cá màu xanh nè các bạn ạ. À. Rồi. Ui, dành, đừng có... Đi ra, của Phong. Của Phong. Ờ, nhường Sam luôn, Phong câu con cá màu đỏ rồi này. Ê, nó không có dính. Sao mà khó quá ta? Wow! Phong câu rồi nha, một con. Một con của tôi. Ok, Phong sẽ để số điểm của hai người ở hai bên nha, một con của Phong. Rồi, một xanh nhỏ nè. Ồ, con sứa, con sứa. Tôi đang xanh nè. No! Yeah! Hai con, Phong câu rồi nha. Tôi nhiều quá à. Xin lỗi Sam. Tôi câu con sứa, thích trông chơi luôn. Ồ, con này bị nặng quá rồi, nó vô nước rồi. Con xanh rồi, yeah, thấy chưa? Ok, hai con xanh rồi. À, thêm một con nữa là ba con nha. Đúng rồi, có con sò kìa. Cây vợt Minecraft. Ủa, mày có vợt hả? Dạ, thêm một con nữa. Wow, xin lỗi Sam nha, không thắng hay sao mà. Đây. Đó. Ui. Yeah, mình thắng các bạn ơi. Sao? Công bằng không? Ủa, tại vì sao không chịu chọn cái cây vợt này, Phong chọn trước, Phong thắng là đúng rồi. Ok, mình thắng nha bạn nha. Ok bạn ạ, và thử thách cuối cùng của chúng ta cũng là thử thách khá là mệt mỏi, đó chính là đi bơi mọi người ạ, đi bơi. May mà mình có hồ bơi ở đây sẵn rồi, cho nên mình sẽ bơi ở đây luôn bạn ạ. Oh my god. Dạ, xuống đi. Creeper biết bơi các bạn ơi. Thế lực Phong nè. Sửa ra. Ok bạn, bây giờ là mình sẽ thử mình bơi thử cho nó giống như là ở trong game nha các bạn nha. Mở kính ra. Ok. Mở kính ra. Ok. Mở kính ra. 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 Mở kính ra.
cameraman. Trời ơi, lạnh quá các bạn ơi, tính ra là lạnh lắm luôn á các bạn. Ok, mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên để cho mình một like, một share và cho nút subscribe đăng ký. Và đừng quên là hãy để cho video này đạt được bao nhiêu like và sao nhờ? 50k nha mọi người. 50k like, mình sẽ làm tập tiếp theo Minecraft ngoài đời thật nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye với các bạn nha. Lạnh quá.